Xuân Hiền cùng Huỳnh Như. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chào và rất cảm ơn quý khán giả, bà con luôn chọn chương trình để theo dõi. Không phụ lòng bà con đã tin yêu, chúng tôi luôn phối hợp chọn lựa những thông tin để cấp thêm vào kiến thức nông nghiệp cho bà con mình. Hôm nay chương trình có những thông tin nào đáng quan tâm, mời bà con điểm qua. Làng hoa ở Bến Tre thuộc hàng rực rỡ nhất, sau Tết hoa giấy nơi đây tiếp tục vào đợt hoa mới. Mô hình nuôi lươn đẻ ở chuồng heo cũ, rủng rỉnh đút túi tiền lời. Lâm Đồng, nơi có doanh thu từ nông nghiệp đứng đầu cả nước. Từ đâu địa phương có thành quả này? Không thể không nhắc đến những người lặng thầm, dung dẻn phía sau. Thưa bà con, lúc này đây nếu nói loài cá có thời kỳ vàng son nhất và duy trì lâu, tôi và Huỳnh Như đều đồng tình và xếp cá tra vào trước nhất. Còn bà con thì như thế nào? Tôi nghĩ là sẽ có nhiều người cùng ý kiến với tôi. Cách đây khoảng 10 năm, với đường bơi sai lệch, con cá tra đặc sản thiên nhiên ban tặng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, giúp cho người nuôi cá sống khỏe từ bao đời, từ phút đã trở thành khỏa. Hàng ngàn người nuôi cá đã phá sản lún sâu vào nợ nần. Đã có những người âm thầm điều chỉnh đường bơi cho cá tra bằng cách làm bài bản và chuyên nghiệp. Nhưng việc giá cá đang tăng rất là cao, còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, hiện giá trung bình cá tra nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long đã lên mức cao kỷ lục 35.000 đến 36.500 đồng một ký. Giá cá tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cá tra thiếu nguyên liệu trầm trọng cho chế biến, trễ đơn hàng hoặc buộc phải hủy nhiều đơn hàng. Giá cá nguyên liệu tăng quá nhanh đẩy giá xuất khẩu tăng theo. Theo các doanh nghiệp, nguyên nhân tại nhiều thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ, EU, ASEAN đều tăng trưởng khả quan. Kèm theo đó là giá nguyên liệu tăng mạnh so với năm ngoái. Giá cá tra hiện nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2017, từ 10.000 đến 12.500 đồng một ký. Xen lẫn với niềm vui, cũng có không ít nỗi lo về nguy cơ bùng phát diện tích nuôi và chất lượng con giống để đáp ứng nhu cầu của các hộ nuôi đang tăng cao. Dù rằng điều này được kiểm soát, tuy nhiên vẫn là thách thức lớn. Thưa bà con, cá bổi hay còn gọi là cá sặc rằn là loài cá có vị thịt thơm, dai, lại ít xương. Đây là đặc sản của miền Tây, nhưng mà loài cá này thì tập trung nhiều nhất ở Cà Mau. Trong những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, loài cá đặc trưng của vùng này khiến cho người dân nơi đây vui như là Tết thêm một lần nữa vậy. Hiện tại cá bổi tươi loại 8 con một ký có giá từ 45.000 đến 46.000 đồng một ký, tăng so với cùng kỳ năm trước gần 20.000 đồng một ký. Nguyên nhân vẫn là do những vụ mùa vừa qua giá cá bổi xuống thấp, nhiều người bị thua lỗ nên bỏ đầm trống. Vụ mùa năm nay, toàn huyện Trần Văn Thời chỉ có khoảng 70 hectare ao đầm nuôi cá bổi, giảm hơn 140 hectare so với năm trước. Cộng với thời điểm này, các cơ sở sản xuất cá khô bổi trên địa bàn huyện Trần Văn Thời bắt đầu hoạt động trở lại sau Tết, nên nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tăng cao. Thưa bà con, mấy năm trước, hàng trăm hộ dân ở Bến Tre hoang mang trước tin đồn thất thiệt, cho rằng người trồng hoa giấy sử dụng thuốc gây ung thư phun xịt. Nay bà con đã an tâm hơn nhiều khi các phương tiện thông tin đã công khai loại hóa chất đó được các cơ quan có trách nhiệm kiểm định và cho lưu hành từ nhiều năm qua, không hề có tác hại gì đến với con người. Vì thế, trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019, cây hoa giấy ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách trúng mùa được giá, lượng người mua lại tăng cao. Vì thế, ngay từ mùng 6 Tết Kỷ Hợi, nông dân đã đồng loạt ra đồng chăm sóc đợt hoa giấy mới, bán trong năm 2019 và Tết năm 2020. Phấn khởi trước những thành quả đạt được, từ mùng 6 Tết, bà con nông dân làng nghề hoa giấy Phú Sơn đã ra đồng chăm sóc hoa giấy. Hàng năm, nông dân xã Phú Sơn sản xuất khoảng 1 triệu sản phẩm các loại từ nhỏ đến những gốc hoa giấy được tạo dáng bonsai, kiển cổ. Nhờ sản xuất hoa giấy đã đem lại nguồn thu khá lớn cho nông dân, doanh thu bình quân hàng năm đạt trên 20 tỷ đồng. Với nhiều năm kinh nghiệm và tay nghề cao, nông dân Phú Sơn đã sưu tập nhiều giống hoa giấy mới, nhập nội với nhiều màu sắc khác nhau luôn thu hút khách hàng. Anh Phạm Văn Vũ ở ấp Lưng Đông cho biết, Tết Kỷ Hợi vừa qua, anh bán được 1.500 sản phẩm với giá cao. Hiện nay anh tiếp tục chăm sóc các chậu hoa giấy chưa kịp bán Tết và dọn cỏ, dâm cành hoa giấy mới để bán trong năm và Tết sau. Hoa giấy cũng được tham gia vào chuỗi giá trị trong 8 sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đây là cơ hội để hoa giấy Phú Sơn được quảng bá sản phẩm, tổ chức sản xuất với sự liên kết giữa sản xuất và bao tiêu, góp phần và nâng cao giá trị cây hoa giấy.
Nhưng nói gì thì nói, làng hoa giấy nơi đây nổi danh ở miền Tây thôi. Còn nếu có tiếng khắp nước thì không đâu sánh lại được với Lâm Đồng. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành được gần 1.000 trang trại như thế này, tăng gần 200 trang trại so với năm 2015. Trong đó, lĩnh vực trồng trọt có gần 380 trang trại, lĩnh vực chăn nuôi có trên 530 trang trại. Số còn lại là những trang trại tổng hợp, trang trại thủy sản. Hiện đã có trên 20% tương đương với trên 200 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Hầu hết các trang trại đều đạt và vượt so với quy định về diện tích và giá trị sản lượng hàng hóa theo các tiêu chí quy định chung. Việc hình thành các khu trang trại đã góp phần rất lớn trong việc áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến một cách bài bản trên diện rộng. Đây là một trong những điều kiện để ký kết các hợp đồng bao tiêu nông sản và liên kết với các nông hộ sản xuất đơn lẻ. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều trang trại, do nguồn vốn sản xuất còn hạn chế nên việc mở rộng quy mô, tăng cường liên kết với doanh nghiệp gặp trở ngại. Như vậy, cần lắm một chính sách cho bà con làm nông ở đây. Còn sau kỳ nghỉ Tết, nông dân trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã bắt tay vào thu hoạch lúa đông xuân. Vụ lúa đông xuân năm nay toàn huyện Hồng Ngự xuống giống trên 11.000 hecta. Thời điểm này, nông dân đã thu hoạch được hơn 240 hecta, chủ yếu là giống IR50404 và RVT, năng suất là 6,6 tấn một hecta, giảm 0,4 tấn một hecta so với năm trước. Giá bán IR50404 dao động từ 4.500 đồng đến 4.600 đồng một ký, giảm hơn 1.000 đồng một ký so với tháng trước. Bên cạnh các diện tích lúa đang thu hoạch, phần lớn diện tích lúa hiện đang trong giai đoạn trổ chính với hơn 8.000 hecta. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân nên thường xuyên thăm đồng để kịp thời ngăn ngừa và xử lý khi có dịch hại. Thưa bà con, để đảm bảo nguồn nước phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con các địa phương trong tỉnh, từ năm 2013 cho đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đầu tư xây dựng mới 24 công trình, gồm hồ chứa và đập dân, đào được gần 1.200 ao hồ nhỏ cấp nước tưới cho khoảng 3.800 hecta, chủ yếu là cây công nghiệp dài ngày. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 430 công trình thủy lợi lớn nhỏ, đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục ngàn hecta cây trồng các loại. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, để tiếp tục cải thiện điều kiện hạ tầng, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân nông thôn, huy động nguồn lực xã hội hóa chính là giải pháp quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu của ngành nông nghiệp đề ra. Đây là một trong các giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu ngành. Bởi vậy, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành đề án phát triển ao hồ nhỏ với chính sách hỗ trợ cho người nông dân tại các vùng cây công nghiệp, vùng sản xuất công nghệ cao, vùng thường xuyên bị hạn hán, chi phí máy móc để đào ao hồ nhỏ tại vườn. Thưa bà con, trong lúc này nói đến việc nuôi lươn không bùn thì nhiều người sẽ nghĩ ngay cách làm này thì không có gì mới. Nhưng thưa bà con, không mới nhưng hiệu quả mang lại cao thì cớ gì mà chúng ta lại bỏ qua, đúng không Sơn Hiền? Vâng, và bà con biết không, những năm gần đây, công nghệ nhân giống lươn phát triển đã tạo ra những giống lươn năng suất cao, sức đề kháng mạnh. Điều này giúp cho nghề chăn nuôi lươn không chỉ ít rủi ro mà còn giúp cho nông hộ mang lại thu nhập ổn định. Ngoài việc đầu tư để lươn trú ngụ thì một hộ nuôi ở huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang lại không mất tiền làm việc đó mà tận dụng những gì có được. Năm 2017, ông Đặng Văn Hai tham gia mô hình nuôi lươn thương phẩm không bùn an toàn sinh học do Trạm Khuyến Nông tỉnh Tiền Giang phối hợp Hội Nông dân huyện Cai Lậy triển khai thí điểm cho nông dân trên địa bàn xã. Nắm vững kỹ thuật sau khóa học, ông tận dụng đất trống quanh nhà và sử dụng bạt ni lông làm bể nuôi lươn. Từ 30 cặp lươn sinh sản và 600 con lươn giống được hỗ trợ, sau 8 tháng nuôi, đàn lươn sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, ông Hai không xuất bán lươn thịt mà quyết định nuôi lươn sinh sản để nhân giống. Lươn con sau khoảng 10 tháng nuôi, khi đạt trọng lượng từ 100 gram mỗi con trở lên sẽ bắt đầu sinh sản. Theo ông Hai, việc chăm sóc lươn con cũng khá dễ dàng. Lúc mới nở, ông cho ăn trùng chỉ, sau đó chuyển sang cho ăn trùng quế. Khi lươn từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng tuổi, ông cho ăn thức ăn viên công nghiệp và bắt đầu xuất bán con giống. Năm 2018, ông Hai cung cấp hơn 20.000 con giống cho các hộ nuôi lươn thương phẩm ở địa phương và các xã lân cận, tiền lời khoảng hơn 100 triệu đồng. Từ hiệu quả của mô hình, ông đã cải tạo hệ thống chuồng trại nuôi heo không còn sử dụng để mở rộng diện tích nuôi lươn sinh sản. Hiện nay, lươn thịt loại 1 có giá khoảng 130.000 đến 160.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, người nuôi lời khoảng 50 đến 80.000 đồng mỗi ký. Đây là nguồn thu nhập rất hấp dẫn đối với nông dân.
Một điều khá đặc biệt trong mô hình này, khi đây là lần đầu tiên ở Tiền Giang, nông dân này nuôi thành công lươn sinh sản trên vùng ngập lũ đầu nguồn, mở ra triển vọng phát triển kinh tế bền vững, tạo nguồn cung con giống ổn định, phục vụ nhu cầu nuôi lươn thương phẩm, đáp ứng thị trường. Thưa bà con và quý khán giả, tự tin mà nói rằng tỉnh Lâm Đồng hiện là địa phương có doanh thu bình quân trên mỗi đơn vị canh tác nông nghiệp cao của cả nước là 169 triệu đồng một hectare một năm. Cá biệt có những diện tích ứng dụng công nghệ cao, con số đó đạt từ vài trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng. Sẽ có rất là nhiều thắc mắc là để có được những vụ sản xuất đáng mơ ước đó thì người dân ở đây đã phải hành động như thế nào? Và bên cạnh sự nỗ lực của nhà nông, một số định hướng tác động của ngành chức năng thì phải kể đến vai trò của các kỹ sư nông nghiệp, những người được đào tạo hết sức bài bản từ các trường đại học, cao đẳng nghề trong và ngoài nước. Tiếp sức để cùng bà con làm nông sẽ là nội dung trong phóng sự cuối chương trình hôm nay. Là người trẻ được đào tạo chuyên ngành nông học, ngay khi ra trường, kỹ sư nông nghiệp quê gốc miền Tây Nguyễn Thanh Hòa đã chọn Lâm Đồng là vùng đất để sinh cơ lập nghiệp. Để có điều kiện thực hiện nhiều dự định về nghề nông mà mình đã ấp ủ bấy lâu, Thanh Hòa đã đầu quân cho một doanh nghiệp liên doanh Việt Nhật chuyên sản xuất các loại hoa ứng dụng công nghệ cao như cúc, cẩm chướng. Với diện tích khu nông trang lên đến 2 hecta, kỹ sư trẻ Nguyễn Thanh Hòa đã nhanh chóng lên kế hoạch thực hành nông nghiệp tốt phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế tại khu nông trang và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Nỗ lực qua từng mùa vụ, rút kinh nghiệm qua thực tế sản xuất, anh đã góp phần rất lớn tạo dựng nhiều mùa vàng trên vùng đất đã nhiêm, giúp nhiều nhà nông là người đồng bào gốc bản địa nâng cao trình độ canh tác. Hiệu quả dễ thấy nhất là với hoa cẩm chướng. Loại cây trồng đã được Thanh Hòa dành nhiều tâm huyết mấy năm qua. Tỷ lệ bông loại A trong vườn có thể xuất khẩu được đạt 80-90%. Thì ở đây diện tích em trồng thì cứ 1.000 mét vuông thì xuống giống là khoảng từ 15-20.000 cây. Thì cách chăm sóc thì khoảng 1 hectare thì khoảng 10 người chăm sóc, bao gồm cả từ lúc trồng cây, phun thuốc, lạc nụ và cả thu hoạch đóng gói luôn. Hiện tại thì ở thị trường nó cần một cái nguồn hoa, nói chung nếu muốn sức được thì cái chất lượng nó rất là cao. Cho nên thì cái quan trọng nhất em nghĩ là phải tập trung để hướng dẫn cho mọi người, tại vì ở đây hầu hết là những người ở địa phương này thì phải hướng dẫn mọi người chăm sóc rất là kỹ thì mới đủ tiêu chuẩn. Cũng được đào tạo chuyên ngành nông nghiệp, sau một thời gian làm việc cho một tập đoàn chuyên sản xuất và cung ứng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ sư Nguyễn Định đã quyết định thành lập riêng cho mình một khu nông trang rộng gần 1 hecta ở phường 8 thành phố Đà Lạt. Với kinh nghiệm thực tiễn dồi dào, chàng kỹ sư này đã lên kế hoạch sản xuất kỹ càng. Theo đó, 50% diện tích đất tương đương khoảng 5.000 mét vuông, anh tập trung sản xuất những loại nông sản ngoài trời với quy trình canh tác tiên tiến. Phân nửa diện tích còn lại anh làm nhà kính với trang thiết bị tương đối hiện đại, chuyên canh các loại nông sản công nghệ cao như dưa leo các loại, cà chua, ớt, vân vân. Quan trọng hơn, Nguyễn Định còn là một trong những nhà nông đóng góp rất lớn trong việc trồng thành công và nhân ra diện rộng cây dưa pepino trên vùng đất Đà Lạt, Lâm Đồng. Để tạo cái lợi thế cạnh tranh thì ngoài cái giống mới ra thì về mặt chất lượng thì đương nhiên mình phải làm tốt cái chất lượng ngay từ ban đầu, từ khâu chuẩn bị đất cho tới khâu trồng giống, thu hoạch này mọi thứ thì mình phải đến lúc tạo ra sản phẩm thì cái quy trình phải chuẩn, phải đạt chất lượng thì khi đó khách hàng ban đầu tin tưởng dần thì cái đầu ra mới ổn định và tạo cái lợi thế cạnh tranh hơn so với những cái đơn vị khác. Với lòng nhiệt huyết và khao khát được cống hiến của những người trẻ, nhiều kỹ sư nông nghiệp đã mang những kiến thức mà mình đã được đào tạo để áp dụng vào thực tế sản xuất. Điều này vừa giúp bản thân có cuộc sống ngày càng ổn định, vừa góp sức cùng Lâm Đồng phát triển nhiều tiềm năng lợi thế vốn có ở địa phương, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chinh phục khoa học và trực tiếp đưa những thành quả đó vào cuộc sống, vào từng vụ mùa, vào từng bữa ăn hàng ngày của mọi người, đó còn là niềm kiêu hãnh của người kỹ sư nông nghiệp. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.